Cẩn thận ạ. Chú xin hẻo. Chú xin hẻo. Chú xin hẻo. Cẩn thận ạ. Phải có từ chú xin hà đà. Gốc chú xin hà đà mà nghĩa là cẩn thận. Khi mà chia theo đuôi câu, một hình thức lịch sự nhẹ nhàng. Chú xin hẻo, cẩn thận đi, hoặc là cẩn thận ạ. Đi cẩn thận nhé. 조심히 가세요. 조심히 가세요. 조심히 가세요. Đi cẩn thận nhé, hoặc là đi cẩn thận nha, đi cẩn thận ạ, cũng là một hình thức đuôi câu lịch sự. 조심히 có nghĩa là một cách cẩn thận. Các bạn có 조심하다 mà nghĩa là cẩn thận. Còn ở cái dạng của nó biến đổi mà nghĩa là một cách cẩn thận ấy, thì các bạn sẽ có chuyển đổi thành 조심히 và kết hợp với một động từ. 조심히 가세요. 가다 là đi, còn 세요 đuôi câu mệnh lệnh mà nghĩa là hãy đi một cách cẩn thận nhé. Cẩn thận lời nói đó, hoặc là gì nhỉ? Cẩn thận lời nói nha, hoặc là cẩn thận cái lời cậu nói ấy, sẽ là 말 조심해요. 말 조심해요. 말 조심해요. Cẩn thận lời nói đó. Các bạn có 말 có nghĩa là lời nói, kết hợp với một động từ 조심해요 bằng là cẩn thận, tức là gì nhỉ? Đây là một câu nhắc nhở ai đó là gì nhỉ? Cậu hãy cẩn thận cái lời nói nha. 말 조심해요. Chờ chút ạ. 잠깐만요. 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 Chờ chút ạ. Các bạn có 잠깐. 잠깐 có nghĩa là một chút, một lát. Từ man mang nghĩa là chỉ, tức là gì nhỉ? Chỉ một chút thôi. Yo, đôi câu thêm vào, kết thúc một cách ngắn gọn lịch sự. 잠깐만요 mà nghĩa là chờ một chút thôi ạ. Được ạ. 좋습니다. 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 Được ạ, hoặc là được đấy. Một câu có thể là sử dụng để thể hiện cái sự đồng ý. Ví dụ là ngày mai chúng ta cùng nhau đi leo núi đi. Thì bạn này nói rằng 네, 좋습니다. Vâng, được ạ. Là thật đấy ạ. 정말이에요. 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 Là thật đấy ạ, hoặc là thực đấy ạ. Các bạn có từ 정말 có nghĩa là thực, thực sự. 이에요 là. Ví dụ là gì nhỉ? Tớ nói với cậu chuyện này nhé. Là gì nhỉ? Chính cái cậu kia đã quay góp bài đấy. Xong và cái người này nói là gì nhỉ? Điều tớ nói là thật đấy ạ. 정말이에요 là thật đấy. Chào nha, hẹn gặp lại. 안녕, 다시 만나요. 안녕, 다시 만나요. Chào nha, hẹn gặp lại. Một câu chào rất là thân mật, lịch sự. Với cái đuôi là đuôi yo, còn 안녕 thì nó thân mật xuống xã. 안녕 là chào nha. Các bạn có thể dùng để chào hỏi với những người ngang hàng hoặc là nhỏ tuổi hơn, bạn bè. Có nghĩa là chào, chào nha. 다시 만나요, hẹn gặp lại nha. 다시 만나요 với đuôi yo này thì là một cái hình thức lịch sự thân mật. 안녕 다시 만나요. Chào nha, hẹn gặp lại. Nói to lên nào. 크게 말하세요. 크게 말하세요. 크게 말하세요. Nói to lên nào, hoặc là hãy nói to lên. Các bạn có 말하다 có thể phát âm nối âm là 말하다 mà nghĩa là nói. Còn hãy nói thì các bạn bỏ tà gắn 세요, một hình thức đuôi câu mệnh lệnh. Hãy nói như thế nào, 어떻게 như thế nào. Thì cụ thể là 크게 các bạn có 크다. Gốc của nó tính từ 크다 mà nghĩa là to, là lớn. Bỏ tà đi gắn 게 mà nghĩa là một cách to lớn. 크게 말하세요 thì các bạn dịch là gì nhỉ? Hãy nói to lên nào. Hãy nói thật thoải mái đi. 시원하게 말하세요. 시원하게 말하세요. 시원하게 말하세요. Hãy nói thật thoải mái đi. Các bạn có 시원하다 mát mẻ hoặc là thoải mái. Thế thì một cách thoải mái thì các bạn bỏ tà đi gắn từ 게 vào và gắn với một động từ. 시원하게 có nghĩa là một cách thoải mái. 말하세요 hãy nói một cách thật là thoải mái đi. Đi cẩn thận rồi về nhé. 잘 다녀오세요. 잘 다녀오세요. 잘 다녀오세요. Đi cẩn thận rồi về nhé.
một câu chào hỏi, một câu dặn dò. Các bạn có từ 다녀오다 có nghĩa là đi rồi về, 세요 là hãy. Còn 잘 trong trường hợp này đứng đằng trước của động từ, cái từ 잘 mang nghĩa là tốt, giỏi, hoặc có thể dịch là gì nhỉ, cẩn thận hoặc là ngon hoặc là gì gì đó, tức là nó chỉ những cái gì tốt đẹp. 잘 다녀오세요, đi cẩn thận rồi về nha, hoặc là đi cẩn thận rồi về nhé. Có lẽ vậy ạ. 아마도요. 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 Có lẽ vậy ạ. Ví dụ là gì nhỉ? Hình như tớ thấy là chị Su Jin sắp kết hôn đấy. Thế thì các bạn kia nói rằng 아마도요. Có lẽ vậy ạ. Tức là chỉ cái sự đồng tình. Có lẽ vậy. Các bạn có từ 아마. 아마 là có lẽ. 도 là cũng. Có lẽ là cũng cũng vậy. 아마도요. Có lẽ vậy ạ. À, tôi phải đi đây. 가야 해요. 가야 해요. 가야 해요. Tôi phải đi đây. Ví dụ gặp gỡ nhau xong rồi, bây giờ đến giờ phải đi rồi, thì cái người kia sẽ nói là gì nhỉ? 저는 가야 해요. Hoặc là 가야 해요. Tôi phải đi đây. Các bạn có từ 가다 mà nghĩa là đi. Cái cấu trúc mà động từ bỏ tà gắn với a hoặc là o hoặc là ha tà chuyển đổi thành he kết hợp với ya heyo, nó mang nghĩa là phải làm cái gì đó. Thế thì ka tà các bạn sẽ có là kết hợp với ka và a ya heyo. Tuy nhiên thì cái từ ka này có nguyên âm a và a này nó trùng lặp với nhau, nên người ta chỉ cần viết là ka ya heyo, tôi phải đi đây. Làm từ từ thôi. 천천히 하세요. 천천히 하세요. 천천히 하세요. Làm từ từ thôi. Ngược lại sẽ là làm nhanh lên. 빨리 하세요. 빨리 하세요. 빨리 하세요. Làm nhanh lên. Các bạn có 빨리 có nghĩa là một cách nhanh chóng. 하세요. Hãy làm nhanh lên, hoặc các bạn dịch là làm nhanh lên, một cách đề nghị lịch sự đấy. Làm ơn đọc to lên nào. 크게 읽어 주세요. 크게 읽어 주세요. 크게 읽어 주세요. Làm ơn đọc to lên nào. Các bạn có 읽어 주다 là đọc cho. Còn các bạn hiểu trong cái câu này khi đọc với 세요, 읽어 주세요 bằng nghĩa là làm ơn hãy đọc. Còn đọc như thế nào? 크게 một cách thật là to. 크게 읽어 주세요. Làm ơn đọc to lên nào. Không có sức lực nữa, hoặc là tôi không có sức lực. 힘이 없어요. 힘이 없어요. 힘이 없어요. Không có sức lực nữa, hoặc là gì? Tôi không có sức. 힘 có nghĩa là sức mạnh. 없어요 là không có. 힘이 없어요. Tôi không có sức lực, hoặc là không có sức lực nữa. Cho tớ một chút thôi. 조금만 주세요. 조금만 주세요. 조금만 주세요. Cho tớ một chút thôi. Các bạn có từ 조금 là một chút. 만 mà nghĩa là chỉ. 조금만 mà nghĩa là chỉ một chút thôi. 주세요. Cái đuôi 주세요 mà nghĩa là hãy đưa cho tôi, hoặc là đưa đây, hoặc là hãy cho tôi. 조금만 주세요. Cho tớ một chút thôi. Cho em một miếng ạ. 한 조각 주세요. 한 조각 주세요. 한 조각 주세요. Cho em một miếng ạ. Các bạn có 한 mà nghĩa là một, 조각 mà nghĩa là miếng. Ví dụ là miếng bánh chẳng hạn. Ví dụ là 케이크. 케이크 là bánh kem. 케이크 한 조각 주세요. Cho em một miếng bánh kem ạ. Ngon ạ. 맛있습니다. 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 Ngon ạ. Các bạn có từ 맛있다 là gốc của tính từ mà nghĩa là ngon. Chia theo đuôi 습니다 là một hình thức đuôi trang trọng tôn kính. 맛있습니다. Ví dụ là 음식 괜찮아요? Hoặc là 음식 어때요? Món ăn thế nào? Hoặc là món ăn ổn chứ? Thì các bạn sẽ nói là 네, 맛있습니다. Vâng, ngon ạ. Hoặc là 한국 음식 맛있습니다. Món ăn Hàn Quốc ngon. Hoặc là không hợp khẩu vị của tôi. 입맛에 안 맞아요. 입맛에 안 맞아요.
입맛에 안 맞아요. Không hợp khẩu vị của tôi. Ví dụ là 이 음식, cái món ăn này, 입맛에 안 맞아요. Không hợp khẩu vị của tôi. Các bạn có từ 입맛, 입맛. Viết là 입, có nghĩa là cái miệng. 맛, có nghĩa là cái vị. 입맛, mà nghĩa là cái vị của miệng ấy. 안, có nghĩa là không. 맞아요, bạn gốc là từ 맞다, mà nghĩa là đúng. Hay trong trường hợp này các bạn hiểu là không phù hợp với momoe, em mà nghĩa là với, không phù hợp với cái khẩu vị của tôi. Các bạn có từ imat, imat, các bạn cần chú ý về cách phát âm, đó là biến âm, giống như là dòng chữ màu xanh này, imat và nghĩa là khẩu vị. Imase an matayo, không hợp khẩu vị của tôi. Ở đâu cũng được ạ. 어디든지 괜찮아요. 어디든지 괜찮아요. 어디든지 괜찮아요. Ở đâu cũng được ạ. Ví dụ là gì nhỉ? Hẹn hò nhau bảo là cuối tuần này chúng mình hẹn nhau ở đâu được nhỉ? Thì cái bạn cái đáp là 어디든지 괜찮아요. Ở đâu cũng được, hoặc là ở đâu cũng được, hoặc là ở đâu cũng ổn. 어디 có nghĩa là đâu, 든지 có nghĩa là bất cứ. 어디든지 có nghĩa là bất cứ đâu thì 괜찮아요, thì cũng ổn, thì cũng được. Gì cũng được ạ. 뭐든지 좋아요. 뭐든지 좋아요. 뭐든지 좋아요. Gì cũng được ạ. Các bạn có từ 뭐, 뭐 mà nghĩa là gì, 든지, 뭐든지 mà nghĩa là bất cứ cái gì cũng, 좋아요 cũng được, cũng tốt. Ăn gì cũng được ạ. 뭐든지 먹어도 돼요. Hoặc là 뭐든지 먹어도 좋아요. Các bạn có từ 돼요 cũng được, hoặc là 좋아요. Các bạn có ở đây 뭐든지 có nghĩa là bất cứ cái gì, 먹어도 ăn thì cũng, 먹어 có nghĩa là trong gốc của từ 먹다 là ăn, 먹어도 도 đấy mà nghĩa là cũng, tức là gì nhỉ? Bất cứ cái gì thì ăn thì cũng 좋아요, cũng tốt, hoặc là cũng được, hoặc là các bạn dùng cái từ 돼요 cũng được nhá. 돼요 cũng mang nghĩa là được, hoặc là 좋아요 cũng mang nghĩa là được. 뭐든지 먹어도 좋아요, hoặc 뭐든지 먹어도 돼요. Em ăn gì cũng được ạ. Thế ra là thế. 그렇군요. 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 Thì ra là thế. Hóa ra là vậy. Các bạn có thể dịch như thế nhé. Ví dụ là gì nhỉ? Ồ, tại sao hôm qua em lại không đi học vậy? Thì bạn kia nói là 감기에 걸려서 학교에 못 갔어요. Vì em bị cảm nên em đã không thể đến trường được. Thế thì bạn kia đáp lại là 그렇군요. Hóa ra là thế, hoặc thì ra là thế, hoặc thì ra là vậy. Tức là thể hiện cái sự phát hiện. Các bạn có đây, về cách phát âm, các bạn có âm hờ và cờ kết hợp với nhau. Các bạn phát âm thành khờ và n các bạn nối lên thành nhiều. 그렇군요. Thế ra là thế. Đây là một cụm sử dụng rất là nhiều, cụm cố định. Đẹp gì đâu ạ? 예쁘기는요. 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 Đẹp gì đâu ạ? Hoặc là 예쁘기는요. Đẹp gì đâu? Ví dụ là gì nhỉ? Wow, cái túi sách của cậu đẹp thế. Trả lời rằng 예쁘기는요. Đẹp gì đâu ạ? Hoặc là đẹp gì chứ? Các bạn có gốc là 예쁘다 mà nghĩa là đẹp hoặc là xinh. Bỏ 다 gắn với 기는요. Các bạn có động từ hoặc là tính từ chỉ cần bỏ 다 đi và gắn 기는요 vào. 기는요 đây mà nghĩa là gì chứ, gì đâu. Tức là nó thể hiện cái sự phủ nhận. Ví dụ là gì nhỉ? Wow, cái bạn ấy đá bóng rất là giỏi. 축구 잘해요. 뭐 rất là giỏi, bạn kia nói là gì nhỉ? 잘하기는요. Tốt gì chứ, hoặc là giỏi gì chứ. 지금까지는 괜찮아요. 지금까지는 괜찮아요. Đến giờ thì ổn rồi. 지금까지는 괜찮아요. Đến giờ thì ổn rồi. 지금 là giờ, bây giờ, 까지 là đến. 지금까지 đến bây giờ thì 괜찮아요 thì tôi ổn rồi. Ví dụ là gì nhỉ? 괜찮아요? Hoặc là gì nhỉ? 감기에 걸렸어요? Bạn bị cảm à? 지금 어때요? Bây giờ thì thế nào rồi? Nó trả lời rằng 지금까지는 괜찮아요. Đến giờ thì tôi ổn rồi. 정말이에요?
정말이에요정말이에요thật à hoặc là thật á 정말이에요 thật à 정말 là thực thực sự 이에요 là 정말이에요 là thật à thật à ví dụ ai đó nói là gì nhỉ tớ sắp kết hôn đấy hoặc là ngày mai tớ sẽ kết hôn đấy thì các bạn kia sẽ hỏi lại là gì nhỉ 정말이에요 thật à 그거사기예요 그거사기예요 cái đó là lừa đảo nha 그거사기예요 cái đó là lừa đảo nhá 그거 cái đó 사기 có nghĩa là cái sự lừa đảo 예요 là 그거사기예요 cái đó là lừa đảo nha 저완전낀지예요 저완전낀지예요 tôi mù tịt đường hoặc là tôi hoàn toàn mù đường 저완전낀지예요tôi hoàn toàn mù đường hoặc là tôi mù tịt đường 저tôi 완전 là hoàn toàn 낀지 là mù tịt đường 예요 저완전낀지예요tôi hoàn toàn mù đường hoặc là tôi không biết đường đâu 거짓말하지마거짓말하지마đừng nói dối 거짓말하지마 đừng nói dối các bạn có 거짓말거짓말 có nghĩa là cái lời nói dối các bạn cần chú ý về cách biến âm 거짓말 lời nói dối động từ của nó là từ 하다 còn 지마 mà nghĩa là đừng 거짓말하지마 đừng nói dối nha lịch sự dạng lịch sự tùy đối tượng giao tiếp các bạn có thể dùng là 거짓말하지마세요thêm 세요vào 거짓말하지마세요약먹었어약먹었어 uống thuốc chưa 약먹었어 uống thuốc chưa vẫn là một cách nói ngang hàng tùy các bạn có thể thêm từ 요 khi mà các bạn muốn thể hiện sự lịch sự hơn 약먹었어요 uống thuốc chưa 약 có nghĩa là thuốc 먹다 먹다 các bạn hiểu là ăn ăn cơm 밥 밥 먹다 là ăn cơm nhưng mà khi dùng với thuốc các bạn dịch là uống không phải là 약 마시다 các bạn có từ 마시다 là uống đúng không uống nước uống rượu uống bia thì các bạn dùng với 마시다 tuy nhiên với uống thuốc thì các bạn dùng với động từ là 먹다 먹다 các bạn chú ý nhé không dùng với 마시다 어떻게 지냈어요 어떻게 지냈어요 em khỏe không hoặc các bạn có thể hiểu là em sống thế nào đây là một câu các bạn hỏi có thể là sau một khoảng thời gian lâu rồi không gặp nhau và các bạn dùng câu này để chào hỏi 어떻게 지냈어요 có nghĩa là em sống thế nào hoặc là em khỏe không 어떻게 là như thế nào 너어디야너어디야mày đang ở đâu đấy 너어디야mày đang ở đâu đấy hoặc là bạn đang ở đâu đấy 너từ xưng hô ngang hàng hoặc là dành cho người nhỏ tuổi hơn 어디là đâu 야 gốc là 있다 너어디야mày đang đâu đấy hoặc là tùy khi mà các bạn dịch theo cái cách các bạn muốn nói một cách lịch sự ví dụ là 언니어디예요thì các bạn sẽ dùng cái từ 있다 chuyển thành 예요 hoặc là 어디입니까như vậy tùy thuộc vào đối tượng mà chúng ta giao tiếp các bạn sử dụng với cái đuôi 야là một đuôi ngang hàng hoặc là đuôi 요 hoặc là đuôi 니다 요 hoặc là đuôi 니다 ấy dành cho những người khi mà chúng ta muốn thể hiện sự lịch sự 너어디야mày đang đâu đấy hoặc là ví dụ hỏi cho chị của chúng ta sẽ là gì nhỉ 언니어디예요tất nhiên trong văn hóa người Hàn Quốc thực tế giao tiếp thì người ta cũng có thể nói là gì nhỉ 언니어디야chị đang đâu đấy tất nhiên các bạn hiểu là phải trong mối quan hệ hết sức thân thiết tiếp theo chúng ta sẽ có là 난반대야난반대야tôi phản đối 난반대야tôi phản đối 난 là viết gọn của 나는 nghĩa là về phía tôi thì 반대 có nghĩa là cái sự phản đối sự ngược lại 야 tôi là tôi phản đối nha 난반대야tôi phản đối nha 이다 khi các bạn chia theo chuyển thành cái dạng không kính ngữ ấy, ngang hàng ấy thì các bạn chuyển 이다 thành 야còn khi mà ở dạng lịch sự các bạn sẽ có là 난반대예요hoặc là 난반대입니다tôi phản đối hoặc là tôi thì tôi ngược lại tức là chúng ta muốn thể hiện cái ý kiến trái chiều với cái người khác 그거어렵네요 그거어렵네요 cái đó khó ghê
cứ có ó đớp nèo, cái đó khó ghê. Cứ có cái đó ó đớp tà, ó đớp tà là khó, nè yô đuôi câu cảm thán. Ví dụ khi các bạn mở sách ra các bạn làm bài tập, các bạn thấy khó quá thì các bạn sẽ kêu lên là cứ có ó đớp nèo, cái đó khó ghê cơ. Chúng ta cùng nhau kết thúc bài học ở đây nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.